Hello, giờ tất cả anh em sẽ biết đúng rồi. Hôm nay mình sẽ giao lật thẻ những hiệu ứng skin. Với skin này tướng như Giang combo hiệu ứng tên lật thẻ nhận hiệu ứng Giang các bạn ơi. Cho người thứ tư đó nha, hai bạn thứ tư mình đã nhận rồi các bạn ơi. Mình không biết cái này là nó sẽ cho nó sẽ làm cái gì nào, hoàn thành nhiệm vụ để nhận mảnh ghép. Mỗi khi nhận được mảnh ghép sẽ có một ô mở ngẫu nhiên, nếu mà tất cả cái ô trong thời gian quy định sẽ nhận được quà. Ok, mình đã nhận quà rồi các bạn, mình sẽ chờ ngày mà ra tướng mới mình sẽ review cái hiệu ứng cho các bạn xem nha. Ok, bye bye các bạn đã xem video của mình. Chúc các bạn có một trận chơi game vui vẻ nhé.